Thông qua công tác tuyên truyền vận động, từ ngày 11 tháng 1 năm 2024 đến nay, người dân huyện Thạch Thành đã tự giác giao nộp cho lực lượng công an 41 khẩu súng, gồm súng kíp và súng thể thao, 35 viên đạn, một quả liều đạn, 1,8 kg thuốc nổ, 90 kiếp nổ và 8 kg pháo các loại. Có được kết quả trên là do lực lượng công an huyện Thạch Thành đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm và công an các xã, thị trấn vào từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí và tích cực tham gia phát hiện tố giác, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cùng với đó, lực lượng công an cũng chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh quyết liệt xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Điển hình ngày 11 tháng 1 vừa qua, Công an huyện Thạch Thành đã điều tra, làm rõ và bắt quả tang đối tượng Trần Thị Liên, sinh năm 1979 ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, đang có hành vi giao dịch mua bán súng săn, đạn trì, thu giữ hơn 36.000 viên đạn, một thước ngắm, 8 lò xo so súng, 2 ống ngắm, 36 vòng tròn cao su, 2 đồng hồ đo khí và một số linh phụ kiện súng.